Xin chào cả nhà. Vâng, đến mùa trồng su su rồi cả nhà nhé. Đây là củ giống su su này. Đã ra mầm, có rễ rồi. Su su thì các bạn mới rằng là chúng ta chỉ trồng tầm độ 3 đến 4 tháng cho thu hoạch quả thôi và ngọn nữa. Đây là một loại cây khá là dễ trồng, dễ canh tác, rất là phù hợp chúng ta trồng tại nhà này hoặc làm trang trại này. Chúng ta có thể trồng dàn leo trong vườn, sân thượng để phục vụ gia đình. Thì trong bữa ăn hàng ngày thì chúng ta thường là thấy có cái món su su đúng không? Vừa dùng để xào này, để luộc này, rất là ngon này. Trồng su su thì ưa khí hậu mát, hoa đơn tính, thụ phấn đậu quả nhờ ong bướm. Nếu mà chúng ta trồng mà không đúng thời vụ hoặc là chúng ta không biết cách chăm sóc ấy thì sẽ cho năng suất rất là thấp. Sau đây thì nhà vườn sẽ giới thiệu với các bạn về cái kỹ thuật cái canh tác cái cây su su này, làm sao cho cái được cái hiệu quả cao nhất. Cái thời vụ trồng su su thì các bạn biết rằng là trồng vào tháng 9. Còn đất trồng thì đất trồng bầu bí mướp là rất là thích hợp trồng với su su rồi. Chúng ta chọn quả to vừa phải, mầm khỏe và đã có rễ rồi. Chúng ta đào cái hố rộng tầm độ 80 phân đến 1 mét. Sau đó chúng ta đổ phân bón này. Mỗi một hố thì chúng ta trồng tầm độ khoảng 3 đến 4 mét, cách nhau 30 đến 40 phân. Sau đó chúng ta lấp và phủ kín chỉ để hở mầm. Đấy, đấy là sơ qua về cái kỹ thuật trồng và chăm sóc cây su su. Các anh chị có nhu cầu tư vấn thì sẽ liên hệ với nhà vườn qua số điện thoại 0966 416 329, 0972 917 280 hoặc địa chỉ vườn tại ngách 68 trên 45 ngõ 68 đường Nguyễn Văn Linh ở phường Thạch Bàn, quận Long Biên, Hà Nội.